Ngôi Nhà Chung, chương trình truyền hình thực tế về 8 bạn trẻ tài năng và xinh đẹp với những cá tính, nhiều ngành nghề khác nhau cùng sống chung trong một ngôi nhà để tìm một nửa của mình. Trong số đó có một cặp đôi bí mật, họ sẽ phải che giấu mối quan hệ cho đến khi rời khỏi ngôi nhà chung. Nếu thành công, họ sẽ nhận được phần thưởng là chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người. Nụ cười và nước mắt, tình bạn và tình yêu, tất cả sẽ có trong Ngôi Nhà Chung series 2, 22:45 tối thứ ba trên HTV7.